Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận 4 đã khen thưởng đột xuất đối với 9 tập thể vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, khám phá 2 chuyên án gồm mua bán trái phép chất ma túy và mua bán trái phép hóa đơn. Liên quan đến đấu tranh tội phạm ma túy, Công an quận 4 đã xác lập chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt 4 vụ, 8 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 10 kg ma túy gồm 10.000 viên thuốc lắc, 3 kg ma túy đá và gần 2 kg ma túy tổng hợp khác. Ngăn chặn kịp thời số ma túy này bán ra ngoài, cung cấp cho các đối tượng nghiện tại thành phố và các tỉnh giáp ranh. Liên quan tội phạm kinh tế, Công an quận 4 đã xác lập chuyên án khám phá nhóm đối tượng điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, giá trị gia tăng điện tử, ghi khống nội dung, trị giá nhằm thu lợi bất chính. Nhóm này dùng căn cứ của người khác để thành lập 20 công ty thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép, với số lượng hàng hóa đã xuất hóa đơn có trị giá trên 400 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 3 đối tượng, thu nhiều tang vật, tiếp tục điều tra mở rộng.